Hi mọi người, mình là Bồ Câu, thứ tư channel của HD. Như giờ hôm đã hướng dẫn các bạn làm click trên Premiere, thì video hôm nay mình cũng hướng dẫn mọi người làm effect click trên After Effects. Và mình bắt đầu vào clip luôn nhé. Đầu tiên, click chuột phải vào timeline và tạo text và viết chữ vào đây. Sau đó ta căn chỉnh scale và position sao cho hợp với con mắt của bạn là được. Tiếp tục click chuột phải vào timeline và tạo một lớp solid, đặt tên nó là noise và enter. Bây giờ thì click chuột phải vào layer text, chọn vào mục recom, đặt tên nó ở đây và enter. Nó sẽ tạo cho mình một composition mới. Tương tự ở solid cũng vậy, chuột phải chọn vào recom và enter. Tiếp theo là tới phần hiệu ứng. Double click vào noise và tìm hiệu ứng ở mục effect có tên là fractal noise. Kéo nó thẳng vào solid, mọi thông số sẽ xuất hiện ở mục effect control. Và giờ ta chỉ để ý vào mục Effect Control và màn hình Preview thôi nhé. Ở phần Noise Type, ta chọn vào Block. Ở mục Contrast, ta kéo thông số nó cao lên một tí, tầm 350-400 để cho độ sắc nét tương phản của nó cao hơn. Ở mục Transform thì ta nhớ click vào đây, có thể scale ngang dọc tùy ý và kéo mục scale ngang cao lên và giảm scale dọc xuống tầm 50%. Cái này thì tùy thuộc vào các bạn nhé, cứ chỉnh khi nào phù hợp thì thôi. Giờ ở mục Evolution, nhấn tổ hợp phím Alt và chuột trái vào Key của Evolution thì nó sẽ xuất hiện một dòng time code. Ở đây thì các bạn sẽ ấn vào là time sao 500 và đây là kết quả. Ok, giờ thì quay lại composition chính. Bây giờ thì ấn đi layer comp lúc nãy và tập trung vào effect của text. Tìm kiếm hiệu ứng có tên là Displacement Map và kéo nó vào layer text. Trên đây các bạn chọn vào Noise, tức là Composition Noise mà mình tạo khi nãy. Và đây là kết quả khi được add vào. Ok, giờ thì mình sẽ đặt hai key đầu tiên ở hai mục này. Kéo thông số hiệu ứng ở chỗ này cao lên và làm tương tự ở dưới. Xuống timeline và kéo tầm 1 giây và đặt thông số ở đây trở về bằng 0. Preview thử nhé. Mình cảm thấy hơi chậm nên đặt thêm một key ở giữa hai key này. Chỉnh thông số khác đi nhé, cả hai luôn. Giờ thì kéo khoảng cách các key gần lại với nhau để có cảm giác dịch mạnh hơn, nhanh hơn. Tiếp tục tìm kiếm hiệu ứng Bone Action và kéo nó vào trong Layer Text. Ở phần Grid Spacing giảm xuống còn 1, Bone Size giảm một nửa còn 50%. Bỏ thêm hiệu ứng Post Dry Time vào Layer Text. Chỉnh thông số ở đây giảm xuống một nửa là 12. Thông số này phụ thuộc vào FPS của comp mà bạn đã tạo trước đó. Tiếp tục với hiệu ứng Glow, kéo và thả vào layer text. Thì ở mục Glow, nó sẽ giúp chữ phát sáng xung quanh. Giờ thì mình giảm các thông số Glow xuống. Review thử ta nên bật tắt các hiệu ứng để cảm thấy sự khác biệt ở các layer. Ấn Ctrl D để copy hiệu ứng và giảm những thông số ở đây xuống một tí. Tương tự copy thêm Glow 3 và 4 và cùng giảm các thông số đó xuống tầm một nửa. Sau khi setting tất cả xong, thì ấn Ctrl A để chọn hết tất cả effect rồi ấn vào icon này để xếp còn lại. Tắt bật effect thì ta sẽ thấy khác biệt rõ rệt hơn. Review thử. Giờ thì chọn một layer noise, ấn Ctrl C và double click vào layer text rồi ấn Ctrl V để copy nguyên cái composition noise đó vào bên trong composition của text. Hiện layer con mày lên và tích cực ô transform để nó nằm vẹn vẹn ở trong chữ như thế này. Giảm opacity của nó xuống và trở lại composition chính. Play thử. Review thì mình sẽ thấy các cơn sóng trong chữ này. Đó là effect của nó đấy. Giờ thì bỏ thêm một hiệu ứng cuối cùng là Color Ramp. Ở bảng Control thì ta click giữ vào nó và kéo lên trên cùng của bảng và ta được kết quả như thế này. Các bạn có thể thay đổi bảng màu tùy ý ở mục Output. Mình ví dụ vài mẫu thử nhé. Green, Gray này, hay là Sunset như thế này. Giờ thì bật qua Composition Text, kéo timeline lên tầm 1 giây và ấn Ctrl Shift D để vừa cắt và vừa copy thêm một layer riêng biệt ngay tại đó và đổi chữ. Giờ thì import thêm một cái hình PNG vào và cho nó xuất hiện sau 1 giây. Căn chỉnh khoảng cách hợp lý. Rồi xong thì nhớ cắt Composition Noise luôn khi hình xuất hiện. Review thử. Giờ thì qua bên Composition chính, ta sẽ xem những khúc chuyển hình và tích làm dấu lại để tí nữa ta làm key để chỉnh qua nhé. Giờ tới phần đặt key chuyển động. Mình sẽ copy các key khi nãy đặt trước đó trong comp. Ấn Ctrl C và kéo thanh timeline lên dấu tích khi nãy
và Ctrl V. Canh chỉnh sao cho cái key ở giữa này nằm ở ngay dấu tích và cũng làm tương tự lúc chuyển thành hình. Và đây là kết quả sau khi thêm tất cả các hiệu ứng. Bây giờ thì mình muốn đổi màu thì click đặt key mới tại output và kéo sang khúc chuyển giao giữa hai chữ và chọn màu mới ở mục output này thì nó sẽ tự động đặt key cho mình luôn và làm điều tương tự với hình nhé. Ở phần hình thì nhấn đặt thêm một key mới ở chỗ này và key sau thì kéo xuống bằng không là nó sẽ trở nên ok hơn thế nhá. Và đây là kết quả cuối cùng. Giờ thì mình xin kết thúc video này tại đây. Các bạn có thắc mắc gì hay là hiệu ứng gì muốn mình làm thì nhớ comment ở dưới nhé. Mình sẽ giải đáp thắc mắc và trả lời trong clip tiếp theo. Và cuối cùng nhớ sub và like cho tụi mình nhé. Cảm ơn mọi người.